Chỗ này là chỗ ngồi chốn vợ này các bạn. À, cái sàn nó cũng làm bằng gạch luôn nè, thấy chưa, đã chưa. Đây, chỗ này là chỗ giấu hột sòn nè, à, chỗ giấu hột sòn này, vàng dòng cháu báo nè, à, giấu hột sòn, à, thấy chưa. Ừ, rồi gạch đã quá. Các bạn thấy bên Mỹ này người ta xây nhà này các bạn, trước hết là người ta dựng cái khung, mình gọi là cái khung này ha, đó giống như đồ chơi vậy đúng không các bạn. Nhưng mà khi mà người ta hoàn thành nữa các bạn thấy không, ghê gớm chưa. Đó, cái nhà kế bên hoàn thành kìa, các bạn nhìn kỹ nha. Đó, thấy chưa, quá đẹp đúng không. Mình không ngờ là bên trong nó là như thế này, các bạn thấy không. Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tony Lee Houston. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Thì trong cái video này Tony sẽ dẫn các bạn đi tham quan một cái căn nhà mẫu đây sau lưng của Tony đó, xem coi căn nhà mẫu này giá bao nhiêu, diện tích như thế nào, đẹp hay xấu, tiền thuế bao nhiêu, tiền SOE bao nhiêu, nó tóm lại tút tùn tụt các bạn ha. Thì trong cái thời gian vừa qua có rất là nhiều anh chị, cô chú, bác, em út, bạn bè cũng rất là coi như là ủng hộ cái chuyện Tony chia sẻ về nhà cửa, tại vì có rất là nhiều bà con, cô chú, bác của mình mua xuống đây để sinh sống đó các bạn, cho nên muốn tìm hiểu trước khi mua xuống. Rồi đây, thôi nói nhiều chi mình mất thời gian, bây giờ mình vào bên trong đó, mình sẽ khám phá cái căn nhà mẫu này. Trước khi đi vào bên trong thì Tony cho các bạn xem cái bên ngoài trước, cái xóm giềng đó các bạn, mình gọi là xóm giềng đi. Đây, đây là cái tên của builder nè các bạn, nhìn kỹ nha, đây cái tên của builder đây. À, và nhà ở trong đây rất là đẹp, nhà nào nhà nấy coi như là bự chà bá lửa đó các bạn ơi. Đố các bạn á, giá khoảng bao nhiêu một căn như thế này. Đây, đang build rầm rộ nè các bạn. Ừ, thấy chưa, mấy anh đó đang lót thọ, lót cỏ ở trên đất đó nè. Rồi đây, bên này cũng đang build luôn đây, đẹp lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong các bạn ha, khám phá coi nó như thế nào. Trong thời gian đi vào bên trong thì tôi này xin chia sẻ với các bạn một tí xíu. Cái khu vực này nó gọi là Woodway Subdivision. Thuế ở đây khoảng tầm 3 chấm, tiền SOE khoảng từ 800 đô la. Đây là cái căn nhà mẫu. Nếu quý vị cô chú anh chị em út bạn bè nào muốn mua nhà thì liên hệ với cái số phone ngay đây. Tất cả mọi câu hỏi gọi vào cái số phone này thì những cái người builder ở đây người ta sẽ trả lời các bạn ha. Ở đây, nhà mẫu này đẹp quá, cái cửa nó bự chảng chà bá lửa nè. Đó. Đây. Khi mà các bạn đi vào. À, đây. Đây là cái cửa đi vào các bạn ha. Rồi. À, khi mà các bạn đi vào bên tay trái, bên tay phải. Bây giờ mình khám phá tay trái trước các bạn ha. Đây. Đây là một cái hallway ngắn gọn. Thì cái hallway này nó có cái closet để cho các bạn máng áo lạnh này kia rồi ha, để giày dép rồi ha. Rồi xây qua bên đây là một cái phòng. Phòng này nó ngay cái cửa sổ nhìn ra ngoài đường, trước cửa nhà mình. Đây, trang trí rất là đẹp các bạn. Đèn đốm nó cũng làm rất là đẹp ha. Nhà này nhà thượng hạng, nhà cao cấp mà các bạn. À, cái căn nhà này mà Tony đoán không lầm, nếu mà nó đang ở vị trí California hay là New York hay là Washington thì nó ít nhất cũng phải từ 2 triệu đô la đó các bạn, nếu nó ở những cái tiểu bang đó đó nha. Còn ở đây thì các bạn sẽ không ngờ luôn. Cái con số sẽ làm cho các bạn bất ngờ về cái giá của cái căn nhà này. Nhưng mà Tony không có bật mí bây giờ đâu, Tony đợi cho các bạn coi xem gần cuối cái video Tony mới bật mí. Rồi, cái căn phòng này á thì nó có cái closet cũng rất là bự các bạn. Rồi, bên trong đó thì nó có full bathroom. Đây, có chỗ tắm, chỗ ỉ và có cái sink. Đẹp quá. Hola, alo. Rồi, đây là cái căn phòng thứ nhất ha. Khi mà mình mở cửa cái mình đi vào, nó nằm bên tay trái. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra. Rồi bắt đầu mình sẽ, đây, cái sàn nhà làm cũng đẹp đây này các bạn không? Làm kiểu nè. Đó, thì khi mà mình tiến xích vô chút xíu nữa thì bên tay phải mình nó sẽ là một cái căn phòng, có thể nói là phòng làm việc hay là phòng study room, hay là các bạn muốn làm cái phòng gì đó, hội họp gì đó. Ví dụ như các bạn là một người làm việc thì các bạn có thể mở nó ra thành một cái phòng đọc sách hay là phòng hội họp với nhân viên của mình, hay là
bạn đồng nghiệp của mình đó, vậy đó các bạn ha. Rồi thế là xong ha. Rồi cái phòng này nó có cái cửa slide nè các bạn, slide door ha. Đây cái cửa slide door làm rất là đẹp. Rồi và mình tiến sâu vào chút xíu nữa, đây tiến sâu vào chút xíu nữa thì trước mặt các bạn sẽ là phòng khách ha. Đây phòng khách chút xíu nữa mình khám phá sao, bên đó là cái nhà bếp ha, chút xíu nữa mình khám phá sao. Bây giờ bên tay trái mình nó có một cái hallway nữa thì mình sẽ đi vào cái hallway này mình khám phá. Đây đây là cái hallway, đây là cái bức tường ha. Rồi đi thẳng vào đây thì các bạn sẽ thấy đây là master bedroom, phòng ngủ bự chảng chà bá lửa. À thấy chưa, làm cái trần cũng đẹp nữa nè các bạn, kiểu cọ quá ha. Thì cái phòng ngủ này nó có cái cửa sổ bao la bát ngát để nhìn ra phía sau nhà. Đây phía sau nhà của các bạn đó, thấy chưa, đẹp quá ha. Rồi từ từ thì đây các bạn để một cái giường king size mà các bạn vẫn còn rộng bao la bát ngát, sàn nhà nó làm cũng đẹp lắm, modern lắm các bạn, sạch sẽ ha, dễ chùi rửa. À, bao la bát ngát. Rồi đây là các phòng master, thì phòng master thì dĩ nhiên nó sẽ có cái bathroom cho mình. Đây cái bathroom đây nè các bạn, đây 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 là một cái sink quá đẹp luôn, quá đẹp luôn các bạn ơi. Sink ha, một cái sink ha, nằm ha, nằm ha, đây đã quá. Đây bằng đá mà đá xịn nè các bạn, rờ vô cái mát tay dễ sợ luôn, quá mát tay luôn ha. Đây trời ơi cái này nó cảnh nè, cảnh gạch kìa, cảnh gạch kìa, đẹp quá. Rồi cái này là nằm ha, rồi bên này là đứng. Trời ơi cái phòng đứng gì nó bự dữ gì, 3-4 người vô trọng đứng cũng chưa có hết cái phòng đứng nữa các bạn thấy không. Đây nó làm kiểu đẹp quá nè các bạn, đèn đóm rồi. Bên này cũng có một cái sink nữa, tức là trong cái master bathroom này nó có hai cái sink các bạn ha, nó nằm ở trong cái master bedroom. À, đẹp quá nè, tủ đồ đã quá. Rồi thì đây là cái phòng đứng, đứng này thì nó chơi gạch hết các bạn, gạch nè mát tay dễ sợ nè, gạch nè. À, nó có chỗ cho các bạn ngồi trốn vợ nè, chỗ này là chỗ ngồi trốn vợ nè. Khi mà mình ra khỏi cái phòng tắm đứng á, thì mình sẽ đi vào cái closet. Closet này các bạn sẽ bất ngờ luôn. Đây, cái chỗ ị ị thì nó nằm riêng biệt ngay đây các bạn ha. Cũng rất là bự, bự chảng chà bá lửa nè. Có cái gì trong này không? Không, không có cái gì hết. Rồi, đối diện với cái phòng ị ị á, thì các bạn sẽ có cái closet. Đây, tha hồ mà để đồ các bạn ơi. Quá trời bự luôn, tha hồ mà để đồ ha. À. Rồi bên trong này là cái closet đựng quần áo cho vợ chồng. Trời ơi coi nó bự nè. Đây nè, cái này là chỉ có một bên thôi các bạn. Tôi đi bắt cắp để cho các bạn nhìn kỹ nha. Đây, đây cái closet nè, đó. Này là một bên. Bên này là phụ nam. Quá trời luôn nè. Quá trời bự á. Ha ha. Rồi, bên kia là phụ nữ ha. Giày dép ha, áo quần ha. Đó, đây là cái phòng thứ hai. Mình gọi là cái phòng master bedroom. À, còn cái phòng study room thì mình không kể rồi ha. Rồi bây giờ mình đi ra khỏi cái phòng master, mình đi ra ngoài phòng khách. Đây phòng khách thì các bạn sẽ ngồi đây và các bạn có cái máy sưởi. À, bên này là cái bức tranh, bên kia là cái tivi. Các bạn muốn để tivi chỗ này cũng được, giờ bức tranh qua đó cũng được, tùy theo các bạn thôi ha. Rồi bông hoa, rồi các bạn nhìn ra phía sau nhà. Chút xíu nữa mình ra mình khám phá cái phía sau nhà. Rồi giờ mình sẽ đi vào bên trong cái nhà bếp. Đây quá đã. Ôi ôi nội tấm gạch này không là ăn tiền nè. Đó thấy chưa. Đây nhà bếp quá đẹp các bạn ơi. Giờ một phút im lặng để cho các bạn thưởng thức cái nhà bếp. Người Mỹ người ta quan trọng là nhà bếp với cái bathroom các bạn, hơn là các phòng ngủ. Tại vì người ta suy nghĩ là mình spend time nhiều ở trong cái nhà bếp và cái phòng tắm nhiều hơn là phòng ngủ mình đó. Bên đó thì là cái bàn để ăn đó các bạn, hoặc là để tiệc tùng gì đó, nó tóm lại là như vậy. Đẹp quá. Rồi cửa này là cửa đi ra sân sau, chút xíu nữa mình đi ra sau. Giờ mình dạo một vòng nhà bếp thì cái builder này nó xài toàn là hàng cao cấp không các bạn ha.
nội thấy cái bếp nó không là thấy giật mình rồi nè. 1 2 3 4 5 6 sáu cái bếp, trời ơi coi kìa, những cái công tắc thôi là thấy nó ghê gớm chưa, cục bự chẳng chà bả lửa vậy nè. Rồi nội là cái tủ lạnh không là thấy ăn tiền rồi ha. Giờ lại phá coi tủ lạnh nó có cái gì nè, nước uống nè ha. Rồi đó, quá trời luôn nè, nước uống nè đó ha. Rồi chỗ này là chỗ để các bạn pha cà phê uống trước khi đi làm. Đây là cái microwave, đây là cái máy nướng nè, nó làm giống như là cái cây thiết bản của Tề Thiên Đại Thánh vậy các bạn. Ở đây á, cái nhà này người ta xài đồ toàn là giống như là đồ của Tề Thiên Đại Thánh không à ha. Nè, máy nướng nè đó. Rồi microwave nè, trời ơi đẹp quá. Ở đây là có cái chỗ để cho các bạn để ly rượu đồ để các bạn uống, là rượu nho, rượu này rượu kia rồi các bạn ha. Và đây cũng có một cái không gian nhỏ nhỏ để cho các bạn muốn để gì đó các bạn để, đúng không? Rồi bên đây cũng vậy nè, đây cũng có một cái không gian nhỏ nhỏ để cho các bạn muốn để gì để. Còn đây nhìn kìa, trời ơi cái pantry kìa, quá bự luôn, bao la bát ngát luôn ha, quá đã luôn ha. Rồi chịch quang bên đây là cái phòng giặt đồ ha. Còn cái chỗ đó là cái chỗ mà cửa gara đi ra đi vào đó các bạn ha. Đây phòng giặt đồ nó có luôn những cái tủ, cái shelf, cái tủ để cho các bạn để quần áo, có luôn cả cái sink trong phòng giặt đồ luôn nè. Nhà này đã quá à. Đó đây là cái chỗ gara, nhưng mà giờ người ta đang làm để mà người ta cho mấy người sale á, người ta làm văn phòng để sale đó các bạn, tại vì cái nhà này là nhà mẫu à, đẹp quá. Đó đây, đây là cái tên của builder. Rồi bây giờ mình sẽ đi khám phá hai cái phòng kia coi nó như thế nào. Quá đã. Đây thì sau khi các bạn đi ra khỏi cái khu vực nhà bếp thì các bạn sẽ đi vào phía bên trong này. Đây là cái phòng để cho các bạn có thể làm game room cho con mình chơi. Nếu các bạn không thích thục pizza thì các bạn có thể sửa đổi là thành cái game room cho con mình chơi, hay là cho mình chơi hay sao đó, nó tóm lại là gì ha. Còn bên trong này nó có cái movie room, tức là cái phòng để cho cả gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng vô đây ngồi coi phim, hưởng thụ, nhậu nhẹt để cho nó yên tĩnh, không có ồn ào người bên ngoài đó các bạn ha. Nó gọi là movie room. Đó, đẹp quá ha. Rồi, đây, ta trưng bày cũng rất là đẹp. Ở bên ngoài này là bàn pizza. À, các bạn nhìn ra phía sau nhà. Đó. Rồi, thì các bạn tiến thẳng vào đây thì có một cái phòng ngủ nữa. Đây, đây là phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này cũng rất là bự. Đã quá. À, có mặt, coi nhìn mặt chú chó kìa. À, rồi thì bên trong này nó có cả luôn cái bathroom cho các bạn, nhưng mà bathroom đứng ha, cũng rất là đẹp nè, cái sink nè. À, quá đã ha. Rồi cái closet nó nằm ở đâu chưa thấy cái closet nó. Rồi đó là cái phòng ngủ thứ ba. Giờ qua kế tiếp ở đây thì trước khi các bạn đi vào phòng ngủ thứ tư á, thì các bạn sẽ gặp một cái bathroom công cộng. Bathroom này là cho khách khứa, cho everybody các bạn ha. Thì nó cũng làm cảnh gạch không nè, nhìn kỹ nè, các bạn nhìn kỹ nè, còn là gạch không nè, cảnh gạch không ha. Đây à, đẹp quá nè. Đó thì bắt đầu các bạn sẽ tiến vào cái phòng ngủ thứ tư, là phòng ngủ này. Phòng ngủ này á, thì hình như là cũng rất là bự, nhưng mà nó không có cái bathroom, tại vì các bạn phải dùng cái bathroom ở phía bên ngoài. Đây là cái closet. Rồi nó tóm lại nãy giờ là mình đi bao nhiêu cái phòng ngủ, bao nhiêu cái bathroom rồi. Tóm lại nãy giờ mình đi bao nhiêu cái phòng ngủ rồi các bạn, hình như 4 cái phòng ngủ, một phòng study room. Rồi hình như là 1 2 3 3 4 gì cái bathroom rồi đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nó tóm lại cái nhà này là khoảng 4 phòng ngủ, một phòng study room, 3 phòng rưỡi bathroom. Và bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài cái sân sau mình coi cái patio các bạn ha. Đây là cái backyard nè các bạn, cái patio nè. Đẹp quá. Quá đã luôn. À cái patio này nó có cái người ta build sẵn cái máy nướng cho mình luôn. À
rồi có cái freezer luôn, thấy chưa, đầy đủ hết. Đây sân sau nó cũng rất là rộng các bạn ơi, bao la bát ngát luôn đây, à, quá đã luôn đó. Nhà của người ta ở bển này, nhà trong này là bốn mặt là gạch hết các bạn nhé, giờ bốn mặt là gạch hết, giờ đây đứng ở ngoài nhìn vô nè các bạn, nhìn thấy không, quá đã ha. Cái patio nó bao la bát ngát, còn bên này là mình nhậu, bên đó là vợ con mình ngồi, bên này là mình nhậu với bạn bè hoặc là mình ngồi làm video đó các bạn ha, quá đã ha. Sân sau nó bao la bát ngát. Thôi bây giờ mình đi vào bên trong, mình sẽ khám phá coi nhà này nó bao nhiêu tiền, diện tích nó bao nhiêu, sao tút tụt tụt các bạn ơi. Yeah, you got it. So this is all the information? Yes, sir. About the house? Yes, sir. Do you have any available soon, or do we have to wait to build or what? We have a couple that are coming up. Let me grab that. Yeah. Đây này các bạn. Tất cả những thông tin về căn nhà này đây. Right here. Right here. Đây. Nếu các bạn mua nhà lầu two story thì cái tầm khoảng từ 3.500 square feet trở lên. À, 4 phòng ngủ hoặc là 6 phòng ngủ tùy theo các bạn muốn design. À, nó có 4 đến 5 phòng tắm. À, thấy chưa, tùy theo. Đây cái giá đây. Oh, so this is the two stories. That's all we have that's coming up. Oh yeah. Mm-hmm. They're all two stories though. Available soon? This one's going to be ready at the end of the year. Ish. The Somerville is going to be ready on April of next year and and the Brookdale will be around March. Okay. So this is two story. Yes, sir. That's all we have that's coming up. Oh yeah. We don't have any one story right now. One story is so fast. I know. Yeah. Everywhere I run to the other subdivision, they only have two story too. Yeah. One story is all gone. Yeah. Everyone lacks one story. Right. You're right. Yeah. Even the house. Yeah. So. Even me too. Yeah. Yeah. I live one story. Yeah. Okay. Let me check. Nah. Nhà 2 tầng không rồi các bạn ơi, nhà 1 tầng nó hết rồi. Đây, nhà 1 tầng 3.700 square feet. 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm. À, thì đó tầm khoảng nửa triệu đô la đó các bạn. Dễ sợ chưa? Nửa triệu đô la nhà ở bên tiểu bang Texas, thành phố Houston này nó bằng nhà khoảng 2 triệu đô la ở những cái nơi khác các bạn ha. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ, Tony dẫn các bạn đi dạo một vòng cái căn nhà mẫu có giá khoảng nửa triệu đô la ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thì Tony cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu thấy nó hay, nó hữu ích, nó vui vẻ, yêu đời, tích cực thì đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận. Và cô, chú, bác, bạn bè, anh chị em út nào chưa nhấn nút đăng ký thì please nhấn nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day. Bye bye.